Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới kênh của mình. Mình tên là Ren Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua nhau vượt thử thách, đó là đi qua ba cây cầu. Cái cầu thứ nhất là một cái cầu đường thẳng, để coi cái cầu nào đi nhanh nhất. Bắt đầu. Cái cầu này là cái cầu bằng tre, bằng nứa. Mình mới làm từ ngày hôm qua. Đây là cái cầu đường thẳng, mà cái cầu đi cầu đầu tiên, đó là cây đầu tiên. Cầu nguy hiểm quá, không có tay dình gì hết. Cầu gì vậy? Xây cầu không có tâm gì hết. Cái cầu thứ hai là cái cầu quần nghèo nhất. Mình xây được lấy cảm hứng từ những con đường quần. Ấy da, té rồi. Cái cầu này đi không cẩn thận là té. Té xuống sông đó các bạn ạ. Lắm. Bắt đầu lại này. Cái cầu quằn ngoèo quá đi. Được lấy từ cảm hứng từ lấy té rồi. Được lấy cảm hứng từ mấy cái dòng cua đường hẻm. Một quẹo vô các bác ơi, quẹo vô đây. Này phải nhảy vậy ta, nhảy không ta? À, không cần nhảy cũng được, không đi được. Cột gì mà xây quần nguy hiểm thế, trời đã té rồi. Đi tới nơi rồi mà bị té xuống sông á, cô bác ơi. Đây à, cầu ai mà xây quần nguèo thế này. Đi về lại thôi, một. Quần nguèo quá cô bác ơi. Ây da, trời ơi, cái cầu gì vậy thế này, chưa đi hết nó bị té rồi, mọi người. Leo lên, phải leo lên bờ lại, hơn mà biết bơi, bơi là chết đuối rồi. Cái cầu thứ ba là cái cầu bằng đường ray xe lửa, được lấy cảm hứng từ những đoàn tàu xe lửa. Ủa, sao xuống đây trời? À đây, ây da. Ơi, bỏ lại, đi đâu vậy? Cái xe lửa gì kỳ quá nha. Đi đâu, xe lửa. Thế thì tôi thấy đấy. Thế chậm quá vậy? Trời ơi, tàu lửa gì mà đi chậm thế này. Thiệt nào quá thế này. Đi tham quan luôn. Đó, qua dục sông rồi đó. Cầu gì mà yếu đuối. Thế này không biết. Cầu gì mà trời ơi cầu gì đấy, trời ơi đi về luôn vậy, trời ơi là trời ơi, chưa đi được cái đâu mà cầu là tàu lửa gì xe lên đây chạy về rồi, sao nó méo cái gì, ủa méo xe đâu có méo đâu ta, kỳ quá. Lên nào tàu ơi, lên nào. Đó, các bạn có thể thấy xung quanh nên đứng địa hình hiểm trở. Sẽ chậm gì trời, đi đâu cũng hết xăng á, nhưng mình chưa quên được xăng hay sao ta, nhớ xem đủ xăng rồi mà ta sẽ chậm của ta. Thấy nhà thấy ghê không, thấy được, thấy sông, thấy núi, thấy bờ ao. Trời, gì vậy Cái gì vậy? Tao muốn lên núi mà. Trời ơi, sao dừng lại đây? Trời ơi. Chưa lên núi được rồi, về rồi. Không lòng quá mọi người ơi. Như tôi đi chậm thôi. Ủa, mình nhớ xem vừa xong rồi mà ta. Lên nào, lên đi. Trời ơi, chắc mình nặng quá, mình mập quá. Mập quá nên đi không nổi, lên không kịp. Trời, nghe tiếng gì đây, nghe tiếng bò kêu gì ghê vậy. Lên nào, lên. Bật
Đó, sắp đến đỉnh núi rồi các bạn ơi. Đó, đến cái đường này sao nó chậm với người ta. Nó đi thu mình đi bộ nữa. Bắc thang lên thiên đường rồi đó. Các bạn thấy không? Độ cao đây là vừa đủ. Có thể thấy là những dòng sông, ở những ngọn núi, ở những bờ tre, ở những xóm riền, ở những bãi thung lũng, rồi những dòng sông, những bờ biển cát trắng rồi các kiểu đồ. Rồi xong xuống nào. Đó, bảo hiểm quá. Trời ơi, trời, sự chân vậy, sức đi chậm, đó, đi nhanh quá. Trời ơi là trời, nhanh quá. Trời, nó xuống đi cho lối ta, lúc đi thì chậm mà nó xuống đi nhanh thế này, trời ơi nguy hiểm quá, trời ơi nguy hiểm. Mọi người ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, mình tên là Lên Nguyễn, mọi người đăng ký kênh của mình nha, hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Goodbye.